gọn gàng. Pha bóng rất đẹp mắt và bất ngờ. Tỷ số là 3-1 cho câu lạc bộ Hà Nội. Lần thứ 3 trong trận đấu đỉnh chiều phải vào lưới nhận bóng. Cú đúp của Kion trong trận đấu. Kion đã có 2 bàn thắng ở trận đấu ngày hôm nay đều rất đẹp.